Good morning, Vietnam, America. Như Miên Thăng A chào gặp lại quý khán giả của đài VN TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như 26.9 trên Facebook, YouTube VN TV và trên website vntv.com. Đây là chương trình Good Morning Việt Nam America mỗi sáng từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được thực hiện cùng với bác sĩ y khoa Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Trước hết kính chào bác sĩ Võ Đình Hữu. Vâng, xin chào chú Biên và tất cả các biên tập viên cũng như là tất cả khán thính giả khắp nơi trên toàn thế giới qua TV, YouTube, Facebook và tất cả Internet. Chúng tôi xin thân chúc quý vị một ngày vui bên cạnh người thân và nhất là sức khỏe dồi dào để cùng nhau hoạt động cho đất nước. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Trước khi vào chương trình, cho phép chúng tôi được giới thiệu một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Gạo Banda được Certified Non-GMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý cơ sở thương mại bảo trợ và cảm ơn quý khán giả luôn ủng hộ cho những cơ sở thương mại được quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài VNTV của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, trước khi vào chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu trước cho quý vị là trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến trận chiến nước Nga xâm lăng nước Ukraine. Những tin độc đáo mà quý vị rất khó kiếm ở những nơi khác, chúng tôi tổng hợp để cho quý vị biết thêm những cái diễn tiến phức tạp của trận chiến này với sự đối đầu của Tây phương Hoa Kỳ và nước Nga. Và sau đó, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, báo cho quý vị biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bị dư luận dân chúng Việt Nam đã phải trả lại lư hương trước tượng Đức Thánh Trần, đã chính thức khánh thành ngày hôm nay ở Việt Nam. Và trong khi Thủ tướng của nước Việt Cộng tới dự lễ để tưởng niệm những người lính của Bắc Việt chết vì quấn nhau với lại Trung Cộng năm 1979 với năm 1980 mấy đó, đại khái gặp ma với lại bên biên giới, rồi có một vị thứ trưởng, cựu thứ trưởng ngoại giao của nước Việt Nam đề nghị là lập tượng đài, xây dựng tượng đài để tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong trận chiến anh hùng Hoàng Sa năm 1974. Đó là phần của chúng tôi ngày hôm nay đặc biệt. Và sau đây đó, thưa bác sĩ Võ Đình Hữu và quý khán giả, Peter lấy dùng cái breaking news, hình breaking news 123 đó. Thưa bác sĩ, là chúng ta đều xem, đều nghe, đều biết được cái chuyện ông Tổng thống Zelensky, người hùng của thời đại, đã nói chuyện trực tiếp với lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Chứ không phải lần trước có một lần thượng viện thôi. Lần này là cả thượng nghị sĩ và dân biểu đều ở đó để nghe ông và đứng lên để chào đón ông. Thì ông đưa ra nhiều cái chi tiết rất là hay. Nhiều chi tiết là các đài, các báo quý vị cũng đã nghe rồi. Là ông nói rằng hàng ngày nước Mỹ đó là trong lịch sử có hai cái trận tấn công trần châu cả để dẫn đến cái thế chiến thứ nhì là ở Hawaii đó. Người Nhật đã quấn bất thình lình vô hải quân Hoa Kỳ. Rồi lần thứ nhì là 11 Tây, ngày 9 Tây tháng 11, 11 Tây tháng 9 nhé, là cái 9 nay quên quanh đó. Đúng rồi, 11 Tây tháng 9. Thì ông nói là quý vị bị có một lần thôi, trong khi đó đó Ukraine chúng tôi bị hàng ngày, thì bây giờ quý vị làm sao? Chính vì điểm đó, thưa bác sĩ, đây là bản tin mà tôi rất là mặn mà đưa lên buổi sáng hôm nay cho quý vị thấy là những cái bí mật của chiến tranh lần lần nó tiến ra. Bây giờ Peter lấy dùm cho breaking news hình 1
2 và 3. Đó, quý vị nhìn thấy, đây là vũ khí nào là vũ khí của Mỹ và Tây Phương tiếp tế vô cho nước Ukraine rồi. Và Ukraine đương quánh lại, tức là phản công của Nga. Mà Nga chết bữa nay chết tới 4 ông tướng lận, chứ không phải 2. Đó, tức là 1/4 tướng, họ tất cả 20 tướng đi vô quánh trận. Mà bây giờ chết 4 ông rồi. Chút xíu chúng tôi có tin chi tiết. Bây giờ cái tin này là những cái vũ khí này là cái gì? Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Zelensky có bài phát biểu cảm xúc trước Quốc hội Hoa Kỳ và kêu gọi Hoa Thịnh đốn viện trợ quân sự nhiều hơn, Tổng thống Biden đã nhanh chóng đưa ra danh sách các vũ khí và thiết bị quân sự mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine để đối phó với chuyện Nga xâm lăng. Gói viện trợ này trị giá 800 triệu Mỹ Kim, tập trung vào các loại vũ khí và quân đội Ukraine đã và đang sử dụng hiệu quả để chống lại nước Nga. Bây giờ quý vị nhìn thấy trên màn hình của chúng tôi là những vũ khí như thế nào. Đây là những vũ khí mà trong những ngày tới, ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, Tòa Bạch Ốc, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ giao là 800 hệ thống hỏa tiễn phòng không Stinger, tức là có rồi, bây giờ gửi thêm, tiếp viện thêm. 2.000 hỏa tiễn chống tăng Javelin, 1.000 vũ khí chống giáp nhẹ, 6.000 vũ khí chống tăng di động AT-4, 100 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật, mà theo giới ngoại giao Mỹ đó chính là Switchblade, một loại UAV tấn công tự sát cỡ nhỏ phát nổ khi chạm mục tiêu, tức là máy bay này là không cần bấm nút, nó chạm bất cứ cái gì là nó nổ liền. Cái này là chặn đứng được nước Nga. 100 súng phóng lựu, 500 súng trường, 1.000 súng lục, 400 súng máy và 400 súng ngắn. Hơn 2 triệu viên đạn cỡ nhỏ, đạn phóng lựu và đạn cốt, đạn súng cối. 25.000 bộ áo giáp và mũ bảo hiểm, tức là mũ chống đạn đó. Và Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ 1.2 tỷ về an ninh cho nước Ukraine, bao gồm 600 hệ thống tên lửa phòng không Stinger, khoảng 2.000 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, 6 máy bay trực thăng Mi-17, 3 tàu tuần tra, 4 radar chống pháo và máy bay không người lái, 4 hệ thống radar chống súng cối, 200 súng phóng lựu và đạn dược, 200 súng ngắn và 200 súng máy, gần 40 triệu viên đạn cỡ nhỏ và hơn 1 triệu viên đạn dành cho lựu pháo và súng cối, 70 xe bánh lốp đa dụng cơ động, viết tắt là HMMWV và các loại xe khác tương tự, các hệ thống thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, áo giáp, mũ bảo hiểm cùng một số thiết bị chiến thuật khác, thiết bị quân y hỗ trợ điều trị và sơ tán, thiết bị rà phá bom mìn và vật liệu nổ, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu phân tích. Quý vị nhìn thấy tình hình chiến sự ở bên đó, thưa bác sĩ Võ Đình Hữu và quý khán giả. Bây giờ là bên Ukraine ở cái thế là chủ động phản công chứ không có rụt rè, tức là đã nhử nước Nga vô được rồi, lính Nga vô trong rọ rồi, bây giờ dùng vũ khí tối tân này để bắn, để giành lại những cái nơi mà bị quân Nga chiếm giữ. Thưa mời bác sĩ. Vâng, chúng ta thấy không những là cái vũ khí Hoa Kỳ viện trợ ghê gớm, mà ngay Anh cũng là viện trợ vũ khí, thì trong này mình không cái tên không nói, nhưng mà quý vị thấy là trong cái bài diễn văn của ông Durand đó, và cũng phỏng vấn trên TV đó, thì ông Tổng thống của Joe đã cho hay rằng là ông đã và nhiều người, mà đây tôi nói thêm vì mình anh Chu Bi nói về Mỹ rồi, thì những người lính của UN đã nói là God save the Queen, là vì sao, là vì họ đã dùng những cái súng mà của Nga để bắn lại những cái chiến kia của tụi Nga, dùng súng Anh bắn cho Nga. Và với vũ khí tối tân này mà Mỹ cho Stinger, Javelin, thì hai cái đó rất là hiệu quả, nhất những máy bay không người lái mà phát nổ khi chạm mục tiêu đó, thì chúng ta phải coi trong cuộc chiến này so sánh cái sự tối tân của vũ khí Tây phương và vũ khí của Nga. Nếu cái này mà Nga không có nhiều vũ khí mạnh hơn để chống lại những cái này đó, thì tôi nghĩ rằng
cái sức mạnh của Nga rất là yếu. Và cái tình hình mà trên 20 ngày rồi mà Nga đánh Ukraine mà không chiếm được Kiev và chỉ chiếm một vài thành phố nhỏ, chứng tỏ sức mạnh quân sự của Nga không mạnh như chúng ta tưởng. Và nhất là làm sao mà để 4 tướng bị chết trong cuộc chiến này rất là dở. Và quý vị thấy không những vậy mà cái cuộc chiến tiến cũng rất là chậm và không có được đạt với mục tiêu. Khi mới đánh thì Nga đã nghĩ thắng cái Kiev trong vòng vài ngày thôi, không ngờ sao lại. Và nếu tình hình như vậy kéo dài đó thì chắc chắn rằng cái sự phản công của Ukraine sẽ tới thắng lợi. Và nhất là càng ngày vũ khí và viện trợ của Hoa Kỳ và Tây Phương càng nhiều đó, thì cuộc chiến thắng tự vệ quân dân Ukraine sẽ tới một ngày gần đây. Trừ khi có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là Nga điên cuồng dùng vũ khí hóa học, là vì Tổng thư ký của bên Liên Hiệp Âu Châu đã báo động Nga có thể dùng vũ khí hóa học. Vì sao? Vì Nga đã nói rằng bên Ukraine đang thử nghiệm những vũ khí hóa học. Thì họ được đối thừa như vậy hoàn toàn sai lầm, nhưng mà họ có thể dùng cái cớ đó để dùng vũ khí hóa học. Thứ hai là Nga đã kích động hệ thống hạt nhân. Thì nếu mà vào bước đơn cung mà Nga dùng hạt nhân thì cái đó mình không lường được. Thành chữ hai cái vấn đề mình suy nghĩ và lo ngại: vũ khí sinh hóa và vũ khí hạt nhân. Nếu Nga vào cái đường cung mà dùng hai vũ khí đó thì mình không biết cuộc chiến này sẽ xảy ra và như thế nào. Mình dùng em. Vâng, từ tin tiếp tục là tin số 1, Peter lấy dùng tin số 1. Thưa quý vị, các hãng truyền thông quốc tế, đặc biệt là BBC, đã loan tin và hình ảnh đầy đủ của 4 ông tướng của nước Nga đã bị quân đội của Ukraine giết chết, tức là tử trận đó. 1/4 số tướng lãnh chỉ huy của Nga đã chết, thì thấy cái trận chiến này ghê gớm lắm. Đây là tướng đầu tiên, là ông Elet Mityap, tư lệnh sư đoàn súng trường cơ giới số 150 của Nga. Thiếu tướng Oleg này được cho là người đã bị giết ở Mariupol, thành phố phía đông và miền nam Ukraine, nơi đang có những trận giao tranh khốc liệt. Vị tướng thứ hai là Andrei Kolinichkov. Peter lấy dùm cái hình tin 1 với ta. Tư lệnh quân đoàn Liên quân 29, thì ông này đã chỉ huy quân đoàn 39 đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh vào ngày 11 Tây tháng 3. Và người thứ ba là Vitali Gerasimov, tham mưu trưởng quân đoàn 4, bộ binh 41. Ông này là tham mưu trưởng bị giết vào ngày 7 Tây tháng 3. Và ông cuối cùng, ông tướng thứ cùng là Andrew Sukhovetsky, phó tư lệnh sư đoàn bộ binh 41. Ông này là thiếu tướng đã bị lính bắn tỉa giết chết ngày 3 Tây tháng 3, tức là tới nay là có 4 người đã được xác nhận rồi. Phía Nga cũng đã xác nhận cái tin này. Trong khi đó thì thưa quý vị, chúng ta nhìn qua màn ảnh, chúng ta nhìn thấy rõ ràng là bữa hôm trước nay thấy rất rõ ràng về nước Nga đã không kích cũng như là thả bom vô khu vực dân cư, vô nhà thương. Lần trước mình cũng đã nói rồi, chúng ở dưới nó có hình mấy ông tướng luôn đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đó, ngày hôm qua, sở dĩ mà Tổng thống Biden, ông nói liền, lên án là tội phạm chiến tranh, Nga là tội phạm chiến tranh, Putin là tội phạm chiến tranh. Thì chúng ta biết là ngày hôm qua là bên Nga thả bom vô ngay cái rạp hát mà đang có người ở trong đó và bị chết rất là nhiều người. Chính hình ảnh đó gây xúc động và làm cho thế giới lên án, đặc biệt là Hoa Kỳ. Chứ mời bác sĩ. Vâng, tôi vấn đề tôi thấy là thật ra khi mà nghe đó 4 tướng Nga mà bị giết chết đó, thì trong cái nó tôi cũng thấy có cái thấy cũng người Nga cũng ghê gớm, là đi tướng đi đánh trận mà vẫn đi những đi với xung phong đồng quân. Thì thường thường là tướng bao giờ mà đi đâu mà để mà bắn gì chết vậy đâu. Thì tôi thấy cái này cũng lạ, là 4 vị tướng mà bị chết rất là khó nha, mà đây 4 ông bị giết chết hết thì chứng tỏ quân Nga tấn công rất là mãnh liệt. Và tướng của họ vẫn đi hành quân chung với quân lính, chứ không phải là những tướng là ở hậu cần đồ chẳng hạn, chứ đâu có đi mà hàng đầu. Thành cái này là một cái cuộc chiến rất rất đậm ác liệt.
Thứ nhất, thứ hai đó là quý vị thấy rằng là khi mà pháo kích như vậy thì bây giờ tôi nghĩ rằng Nga đã pháo kích bừa bãi, chứ họ cũng không thể biết rằng là pháo kích vô cái Rập Hát. Nếu mà họ biết được Rập Hát pháo kích đó, thì họ quá giỏi đi. Thành tôi nghĩ đây là một Nga tới bước đường cùng rồi, pháo kích bừa bãi, không cần chỉ pháo kích vô cái thành phố đó là được rồi, chứ họ đâu không biết là mục tiêu đâu. Trong khi Mỹ, tôi nhớ Mỹ trong cái máy bay mà cái drone không người lái đó, Mỹ làm rất chính xác. Vì nhớ là cách đây mà thời Tổng thống Trump không? Ông đã giết một vị tướng quan trọng của trong cái nhóm ở Trung Đông, mà tướng mà tướng lãnh quan trọng mà đang đi trên đoàn xe, mà bên này drone phóng xuống giết ngay tại chỗ. Đó là Mỹ có tình báo và hướng dẫn chính xác. Còn bên Nga này tôi thấy là phóng bừa bãi, cứ bắn không biết là trúng là vô, ăn thua vô cái vùng đó thôi. Thành đây là một tội phạm chiến tranh, họ không care cái bắn đó trúng là thường dân, trúng mà nhà thương, trúng là khác. Đó, thành cái đấy là rất là đó một tội phạm mà chúng ta cần lên án. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hưởng. Chúng tôi sẽ nghỉ vài phút để đài quảng cáo, sau đó chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị.